Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Sáu ngày 16 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Khánh thành trụ sở công an xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ. Khai mạc tuần lễ nhãn lồng và nông sản tiêu biểu tỉnh Hưng Yên tại thành phố Hà Nội. Thay đổi thói quen xử lý rác thải tại hộ gia đình. Cần xử lý nghiêm các bến bãi vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân 19 tháng 8, sáng nay xã Trung Dũng khánh thành trụ sở công an xã. Đây là công trình đầu tiên được xây dựng theo quy chuẩn trụ sở làm việc của lực lượng công an xã trên địa bàn huyện Tiên Lữ. Tới dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Sau 11 tháng triển khai xây dựng trụ sở công an xã Trung Dũng đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng, công trình có tổng kinh phí trên 14 tỷ đồng. Các hạng mục gồm nhà làm việc, nhà 2 tầng quy mô trên 2.000 m2 với các phòng ban chức năng như phòng một cửa, phòng họp giao ban, phòng trực, phòng làm việc chuyên môn, phòng tạm giữ hành chính. Bên cạnh đó là hàng chục các công trình phụ trợ như nhà xe, sân vườn, nhà vệ sinh, giao thông nội bộ và đèn chiếu sáng. Công an xã Trung Dũng đã kịp thời ra mắt bộ phận một cửa tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chúc mừng biểu dương chính quyền và nhà thầu thi công đã hoàn thành bàn giao sớm dự án có ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Công an huyện Tiên Lữ nói chung và Công an xã Trung Dũng nói riêng khai thác có hiệu quả công trình, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Sáng nay, Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu cắt băng khánh thành đường vào điểm di tích lịch sử cây đa Sài Thị, huyện Khoái Châu, nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh. Đây là một trong những công trình chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập huyện Khoái Châu. Dự án cải tạo nâng cấp đường DT378 đến khu di tích cây đa Sài Thị có bề rộng mặt đường từ 5,5m đến 7,5m, chiều dài tuyến hơn 1,8 km, tổng mức đầu tư là 32 tỷ đồng. Công trình đi qua địa phận các xã Thuần Hưng, Chí Tân. Sau 7 tháng thi công, đơn vị thi công cơ bản hoàn thiện xong các hạng mục công trình. Cây đa Sải Thị là minh chứng về hoạt động của chi bộ Đảng Sải Thị, tổ chức đảng đầu tiên của huyện Khoái Châu và tỉnh Hưng Yên. Tại gốc đa, một nhà bia tưởng niệm nhà truyền thống cùng vườn hoa thanh niên đã được hoàn thành nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Công trình cải tạo nâng cấp đường từ DT378 đến khu di tích cây đa Sải Thị, phục vụ đi lại của nhân dân trong khu vực và du khách thập phương, phát huy các giá trị văn hóa xã hội của di tích. Thời gian qua, nhiều hộ dân tại xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ đã hiến đất thổ cư để mở rộng đường làng, đường liên thôn. Phong trào này góp phần quan trọng để hình thành những con đường thẳng rộng, phục vụ cho việc đi lại thuận lợi hơn. Nếu như trước đây, hầu hết các tuyến đường của thôn Quảng Uyên chỉ rộng hơn 2 mét, việc chuyên chở và lưu thông hàng hóa của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Hiểu được đây chính là rào cản ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của địa phương, nên sau khi được chọn làm điểm về xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, hàng chục hộ dân trong thôn đã hiến đất làm đường, tự phá tường bao công trình phụ trợ và đóng góp tiền của ngày công lao động mở rộng đường. Khi mà có nghị quyết của chi bộ mà vận động đấy, thì chưa ai hiến cả, thì tôi là đi đầu. Về tôi tự đập tường ra, xong rồi tôi lùi vào đổ mấy cái đất để mà theo yêu cầu của xã, của thôn. Thế do có cái đó thì nhân dân người ta nhìn vào, người ta mới thấy là mình là đảng viên gương mẫu làm trước, người ta sẵn sàng là làm theo. Và từ đó cái con đường ở chỗ tôi ở đấy là mở rộng được 7 mét. Từ lợi ích của việc mở rộng đường, ngay sau thôn Quảng Uyên, ba thôn còn lại là Bắc Khu, Lực Điền, Xuân Lai cũng đoàn kết mở rộng các tuyến đường trong thôn xóm. Đến nay, toàn xã có trên 300 hộ đã hiến đất và nhiều công trình với hơn 5.500 m2 để làm đường giao thông, tổng giá trị hàng chục tỷ đồng. Từ đầu năm 2024 đến nay, xã Minh Châu có 25 hộ hiến đất làm đường với gần 400 m2. Trong quá trình vận động thì lúc đầu một số hộ dân vẫn còn đang so sánh là bây giờ nếu như tôi phải, gia đình tôi có 100 m2 mà tôi phải hiến mất 10 m2 hay 30 m2 thì ảnh hưởng sẽ hẹp mất cái diện tích của gia đình. Nhưng từ cái tuyên truyền vận động, cả hệ thống chính trị chúng tôi vào cuộc
thì vận động nhân dân, cán bộ và nhân dân đã hiểu được là giao thông mở rộng đến đâu thì kinh tế phát triển đến đó. Ngoài thành công trong vận động nhân dân mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, xã Minh Châu còn hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng hai dự án trọng điểm qua địa bàn là dự án đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài và dự án nâng cấp mở rộng đường DT382B nhánh phải với tổng diện tích gần 10 ha của gần 200 gia đình. Sáng nay tại siêu thị Pixi Thăng Long, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức khai mạc tuần lễ nhãn lồng nông sản tiêu biểu tỉnh Hưng Yên năm 2024. Tham dự sự kiện tuần lễ có đại diện một số sở ban ngành địa phương và các hợp tác xã nhà vườn trồng nhãn trong tỉnh cùng đông đảo khách hàng, người tiêu dùng thủ đô. Cứ đến mùa nhãn chín, năm nào chị Thương cũng chọn mua cho gia đình và người thân hàng chục cân nhãn vừa để thưởng thức và làm quà. Không chỉ với chị Thương mà nhiều người tiêu dùng tại thủ đô đã coi nhãn lồng như một thứ sản vật mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho mảnh đất và con người Hưng Yên. Nhãn lồng Hưng Yên rất là thơm ngon và nó có một vị rất là đặc trưng mà ở các vùng miền khác đều không có. Thơm, ngọt, vị ngọt rất là ngọt thanh chứ không ngọt đậm. Mùa nhãn năm nào tôi cũng ra siêu thị mua quà nhãn để cho gia đình thích ăn và khen ngon. Tuần lễ nhãn lồng nông sản tiêu biểu tỉnh Hưng Yên năm 2024 có sự góp mặt của 6 huyện thành phố tỉnh Hưng Yên với 18 gian hàng từ chất lượng đến mẫu mã cùng với mặt hàng đa dạng về sản phẩm đều được các địa phương hợp tác xã, nhà vườn lựa chọn kỹ càng nhằm quảng bá cũng như đưa đến tay người tiêu dùng sản phẩm sạch an toàn. Hợp tác xã mình mang đi là gồm có giống nhãn T6 này, siêu ngọt và giống miền thiết, các đặc sản làm từ nhãn ra nữa, mật ong này, long nhãn này, chuối sấy, rồi mít sấy. Giá thì như lên đến đây thì là nhãn T6 này là 80.000 một cân, siêu ngọt là 70 và miền thiết là 50.000. Cái nhãn lồng cổ là 80.000 và cái nhãn được phèn này là 100.000, làm theo nhãn hướng nhãn hữu cơ. Năm 2024, sản lượng nhãn của tỉnh ước đạt trên 40.000 tấn với đa dạng những giống nhãn quý được đông đảo người tiêu dùng biết đến như nhãn đường phèn Hương Chi, cùi cổ T2T6 miền thiết. Mang đến tuần lễ nhãn lồng nông sản tiêu biểu tỉnh năm 2024, tỉnh Hưng Yên giới thiệu đến người tiêu dùng thủ đô, du khách trong và ngoài nước đặc sản nhãn lồng Hưng Yên và các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh như mật ong, hạt sen, long nhãn của các hợp tác xã, doanh nghiệp, trang trại, nhà vườn trên địa bàn tỉnh. Người dân Hà Nội là có cái mức độ thưởng thức rất là cao. Chúng tôi cũng về cũng tuyên truyền lại cho bà con phải cải thiện cái sản phẩm, kể cả về mẫu mã, từ sản phẩm đến bao bì và cũng như là chất lượng để phục vụ đáp ứng cái nhu cầu khó tính của người dân thủ đô Hà Nội. Hưng Yên có một cái đặc biệt đó, là như là trái giải của mình nè, giải trứng nè, hay là trái nhãn của mình đó, là mình có thể là phải theo cái lưu của tỉnh, chữ ký của tỉnh nói là ở cái tỉnh này là cái sản phẩm này sẽ rất là ngon, sẽ tốt và thơm, cái thương hiệu của người nông dân. Mình sẽ bung ra, mình sẽ đi cả siêu thị quốc gia, rồi mình tìm cách mà để đóng gói để đi ra quốc tế. Ở chúng tôi tập đoàn Central sẽ cũng hỗ trợ để đi quốc tế nữa. Tuần lễ nhãn lồng nông sản tiêu biểu tỉnh Hưng Yên năm 2024 tại siêu thị Bixi Thăng Long là sự kiện góp phần quảng bá sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên cùng các sản phẩm đặc trưng của tỉnh tới các khách hàng trong và ngoài nước. Đây cũng là dịp để các hợp tác xã, nhà vườn, hộ sản xuất, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nhãn lồng Hưng Yên trao đổi, lắng nghe những góp ý của người tiêu dùng để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, phương thức phục vụ, góp phần đưa nhãn lồng Hưng Yên và nông sản của tỉnh không ngừng vươn xa. Tuần lễ diễn ra từ ngày 16 đến hết ngày 22 tháng 8. Cho đến ngày nay, giống nhãn Hương Chi không chỉ được trồng nhiều tại Hưng Yên mà đã được nhân rộng tại nhiều nơi trên cả nước như Sơn La, Yên Bái, Bắc Giang, Đắk Lắk, giúp làm giàu cho hàng vạn hộ gia đình, góp phần thay đổi diện mạo của nhiều vùng quê. Tuy vậy, có lẽ nhiều người vẫn chưa biết được nguồn gốc cũng như vì sao giống nhãn quý này được đặt tên là nhãn Hương Chi. Cách đây khoảng 100 năm, ở làng Lương Điền, nay là tổ dân phố Phương Độ, phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên,
có người nông dân tên là Nguyễn Văn Chi làm nghề buôn bán nhãn. Trong một lần đi mua nhãn, cụ Chi phát hiện một giống nhãn thơm ngọt đặc sắc nên lấy hạt gieo trồng tại vườn nhà. Hợp khí hậu và thổ nhưỡng, cây nhãn phát triển rất nhanh và cho sai quả, trung bình mỗi chùm nhãn nặng trên dưới 1 kg, chùm to có thể nặng hơn 2 kg. Nhãn có ưu điểm nổi bật là ra nhiều đợt hoa. Nếu đợt hoa đầu gặp thời tiết không thuận lợi, không đậu quả thì các đợt ra hoa thứ hai, thứ ba vẫn có thể cho thu hoạch quả, do đó năng suất ổn định hơn các giống nhãn khác. Người dân khắp nơi tìm đến mua cảnh từ cây nhãn quý trong vườn nhà cụ Chi về nhân giống và từ đó mọi người quen gọi giống nhãn này là nhãn cụ Chi hay là nhãn hương Chi. Bố tôi là Nhiêu Chi chứ bây giờ là thấp bé nhất làng, nghèo túng. Sau đó là phải đất một con đường thì được tên là Hương Chi. Thanh Hóa, Nghệ An khắp nơi về, cả Lễ Châu là về mua cái giống để gây ra gọi là nhãn cụ Chi. Tự mọi người tuân vinh rằng nó có hiệu quả, nó sai, năm nào cũng có quả. Thế cho nên là bán 30.000 một cành, 50.000 một cành. Mà thời buổi bây giờ 30.000 thì 50.000 thì có thể là mấy lai vàng đấy. Theo những người con cháu cho biết, cụ Hương Chi sống thọ 70 tuổi. Đầu những năm 1970, cụ mất. Cây nhãn đầu dòng trong vườn cụ Chi cũng không còn nữa. Hiện cây nhãn trong vườn nhà bà Nguyễn Thị Hạnh, con gái út của cụ Chi, trở thành cây nhãn Hương Chi cổ thụ nhất với khoảng 68 năm tuổi. Bây giờ chưa ai biết chết cả. Thì ông bố tôi mới chết được 4 cành cho 4 cô con gái. Bà chị tôi còn sống ngày năm nay 130 tuổi. Bà thứ hai giờ hiện còn sống 100 tuổi. Thế còn tôi là út là 90 tuổi. Sinh ra đã thấy có cái nhãn đấy rồi. Giờ đây nhãn Hương Chi không chỉ là giống nhãn đặc sản nổi tiếng của riêng vựa nhãn Hương Yên, mà đã được nhân rộng ra khắp các địa phương trong và ngoài tỉnh. Tuy vậy, những người sành ăn và những người biết nguồn gốc giống nhãn Hương Chi vẫn tìm đến vườn nhà con cháu cụ Chi để mua được thức quả chuẩn vị. Tôi đi lấy nhiều chứ, tôi đi ăn nhiều và cũng đi lấy nhiều chỗ, nhưng mà vẫn phải là khu vực mình đây. Cái hương vị ở đây thì nó ngọt và thơm hơn so với lại khu vực khác rồi. Tôi muốn làm cái nhãn này nó là một thú vui, vừa là giữ tiếng của cái giống nhãn mà cụ đã là truyền cho cả miền Bắc này rồi. Mà cũng có thu nhập thêm cho gia đình. Cây nhãn Hương Chi cổ thụ trong vườn giờ được các con cháu của bà Hạnh, con gái út cụ Hương Chi ở tổ dân phố Phương Độ, phường Hồng Châu chăm sóc, cắt tỉa gọn gàng cẩn thận nên vẫn cho quả sai, mã đẹp và ngọt thơm đặc biệt. Việc bảo tồn phát triển giống nhãn quý không chỉ làm tăng giá trị vùng trồng nhãn của Hương Yên mà còn có ý nghĩa quan trọng về nguồn gen thực vật bản địa, giá trị về ẩm thực vùng miền và giá trị văn hóa du lịch của đất và người Hương Yên. Còn vài tuần nữa là bước vào năm học mới, thời điểm này các nhà trường trên địa bàn thị xã Mỹ Hào đang tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết sẵn sàng cho ngày tựu trường. Trên địa bàn thị xã đã và đang tiến hành sửa chữa xây mới 30 phòng học, phòng chức năng với tổng kinh phí trên 8 tỷ đồng, mua sắm mới hàng trăm bộ máy vi tính, phục vụ chương trình giảng dạy tin học và tiếng Anh. Có trường trang bị hệ thống TV để sử dụng video clip giúp học sinh quan sát một cách rõ nét một số thí nghiệm khó được thực hiện trong điều kiện đặc biệt, hoặc các thí nghiệm các hóa chất độc hại. Năm học 2024-2025, Mỹ Hào có gần 30.000 học sinh cấp 3. Theo định biên, thị xã Mỹ Hào còn thiếu trên 200 giáo viên của 3 cấp học, trong đó cấp tiểu học thiếu nhiều nhất với 85 giáo viên, trung học cơ sở và mầm non mỗi cấp thiếu 65 giáo viên. Ngành giáo dục thị xã đã sớm triển khai rà soát đánh giá chi tiết từng giáo viên ở từng nhà trường, các cấp học, các môn học trên cơ sở đó, lên kế hoạch đề xuất điều chuyển giáo viên giữa các trường cho hợp lý, đảm bảo các loại hình môn học đều được triển khai, giảng dạy theo đúng chuyên môn quy định. Tập kết kinh doanh vật liệu ở ven sông là hoạt động phức tạp, nhạy cảm. Xét về lợi ích, các bến bãi này góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Thế nhưng, tại các bến bãi cũng tồn tại nhiều bất cập, gây hại đến tài nguyên môi trường và an ninh trật tự. Nhiều sai phạm ở các bến bãi này đều liên quan đến môi trường, đất đai khoáng sản, đê điều, phòng chống thiên tai, giao thông đầu tư. Nhiều trường hợp bến bãi tự ý sử dụng đất, lấn chiếm đất, hoạt động sản xuất kinh doanh không phép trong mùa mưa lũ. Điều này đã ảnh hưởng đến an ninh trật tự, gây thất thu ngân sách, vi phạm hành lang bảo vệ đê điều.
bến bãi trung chuyển cát sỏi khoáng sản dọc sông Hồng, sông Luộc có dấu hiệu không đủ điều kiện hoạt động, trung chuyển cát sỏi không có nguồn gốc hóa đơn chứng từ. Một số bến bãi hoạt động không có thủ tục hợp pháp về đất. Hoạt động tại các bến bãi này tồn tại nhiều bất cập như chất tải cao trong mùa lũ, dùng xe quá tải trọng đi trên đê, kinh doanh vật liệu xây dựng, tài nguyên, khoáng sản không rõ nguồn gốc, hoạt động gây ô nhiễm môi trường. Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành công văn số 2711 yêu cầu các sở ngành địa phương trong tỉnh triển khai các giải pháp nhằm tăng cường quản lý hoạt động khai thác, kinh doanh, tập kết, vận chuyển cát sỏi trên các tuyến sông, xử lý nghiêm kịp thời các vi phạm trong hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy chính quyền cơ sở trong việc ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, nơi nào để xảy ra vi phạm kéo dài, gây bức xúc trong dư luận thì kiên quyết xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền quản lý địa bàn. Thưa quý vị, với mục tiêu thay đổi nếp nghĩ, hành vi ứng xử với môi trường và đưa việc phân loại xử lý rác thải trở thành thói quen hàng ngày, huyện Kim Động đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mô hình xử lý phân loại rác thải tại nguồn bằng các giải pháp cụ thể, hữu hiệu với lực lượng nòng cốt là các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện. Khu dân cư thôn Tây Thịnh, xã Thọ Vinh có hơn 100 hộ sinh sống, dọc hai bên đường chủ yếu kinh doanh buôn bán, không có vườn canh tác. Tưởng rằng điều này sẽ gây khó khăn trong triển khai phân loại rác tại gia đình, song gần một năm nay, khi được hướng dẫn làm men vi sinh IMO và thực hiện phân loại theo mô hình 5 hộ liền kề một thùng lại được người dân nhiệt tình hưởng ứng. Nguyên nhân bởi người dân có thể tự làm men dễ dàng, không mất nhiều chi phí, không có mùi, rác thải phát sinh ít nên tuyến đường hiện nay không còn hình ảnh rác tập kết hai bên đường chờ ngày thu gom như trước nữa. Mình đã phân loại được, thế là cái chuyện mà cái rác thải nó đã hạn chế đi rất nhiều. Một ưu điểm nữa của cái men IMO này là không có một cái mùi vị gì. Chúng tôi đã trực tiếp hướng dẫn người dân làm chế phẩm IMO, sau đó là đi từng hộ để hướng dẫn cách xử lý. Người dân đã có ý thức hơn, xong cái việc mà phân loại rác hữu cơ và rác vô cơ riêng ra. Năm 2013, Ủy ban nhân dân huyện Kim Động ban hành kế hoạch số 74 triển khai mô hình phân loại xử lý rác thải tại nguồn, thực hiện điểm ở 4 xã với hơn 2.400 hộ tham gia. Năm nay, huyện tiếp tục triển khai đề án ở 13 xã thị trấn còn lại cho 7.800 hộ đăng ký, khắc phục việc thiếu chế phẩm vi sinh sẵn có, không làm triệt để phòng tài nguyên và môi trường, phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ triển khai sâu rộng các hoạt động tuyên truyền tập huấn, hướng dẫn cụ thể việc tự làm men ủ để có thể thực hiện bền vững. Chính quyền cấp ủy các địa phương, khu dân cư thường xuyên kiểm tra hướng dẫn và hỗ trợ trong quá trình thực hiện tại các hộ gia đình. Thôn Quảng Nạn tôi là mời tất cả các hộ dân về tại nhà văn hóa để tập huấn hàng tháng, hàng quý là trong ban chi ủy kết hợp với lại chi hội phụ nữ. Chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra các hộ gia đình để xem sử dụng cái IMO để xem có hiệu quả. Hiện toàn huyện Kim Động đã có gần 10.000 hộ thực hiện phân loại rác bằng men IMO. Một số xã triển khai và nhân rộng ở tất cả các thôn như Ngọc Thành, Đức Hợp. Qua công tác kiểm tra, rà soát, đối với 7.000 hộ của huyện đã có trên 5.300 hộ thực hiện tốt, đạt tỷ lệ 75%. Đối với thực hiện cái đề án 178, thì chị em rất là tích cực trong quá trình tham gia. Có những chị mà thay đổi cả những cái công thức để làm sao cho cái men này nó mạnh hơn. Có những chị viết ra nhiều bài tuyên truyền, có chị thì tích cực hơn trong cái việc kiểm tra, thể hiện cái sự quyết tâm của các chị là để làm sao mà vấn đề môi trường ấy, ngày một mà xanh sạch đẹp hơn. Thay đổi thói quen với môi trường là điều cần làm ngay, vì thế sự nỗ lực của mỗi gia đình địa phương trong thực hiện phân loại rác ngay tại nguồn là một trong những cách làm hữu hiệu bền vững để hướng đến môi trường an toàn, cảnh quan xanh sạch đẹp hơn trong tương lai. Thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh về xử lý giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, chiếm dụng đất công, ngày 15 tháng 8, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm tổ chức cưỡng chế giải tỏa 28 trường hợp vi phạm đất nông nghiệp, đất công thuộc thôn Ngọc Quỳnh. Trước khi cưỡng chế, thị trấn đã nhiều lần đối thoại tuyên truyền vận động các trường hợp vi phạm tự nguyện tháo dỡ. Tuy nhiên, các hộ vi phạm không chấp hành, lực lượng chức năng tháo dỡ hơn 7.000 m2 nhà trọ, nhà tạm, lều lán, khu chăn nuôi trên đất nông nghiệp của 28 hộ. Để chấn chỉnh xử lý triệt để các vi phạm, đưa công tác quản lý đất đai vào nền nếp,
Ủy ban nhân dân thị trấn Như Quỳnh đã thành lập tổ công tác cùng các thôn thường xuyên kiểm tra, rà soát, thiết lập hồ sơ xử lý đối với các trường hợp vi phạm, tập trung tuyên truyền vận động các hộ vi phạm tự tháo dỡ và xây dựng kế hoạch cưỡng chế đối với các hộ không chấp hành. Từ đầu năm 2024 đến nay, thị trấn giải tỏa 58 trường hợp vi phạm, hiện còn 138 trường hợp vi phạm cần giải tỏa, địa phương có kế hoạch tiếp tục thực hiện từ nay đến cuối năm. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Bản tin dự báo thời tiết thủy văn Hưng Yên đêm 16 ngày 17 tháng 8 năm 2024. Trời nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày giảm mây trời nắng, gió tây bắc cấp 2, trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ. Độ ẩm trung bình ngày từ 79 đến 83%. Mực nước trên sông Hồng tại thành phố Hưng Yên, mực nước cao nhất 2,35 m, mực nước thấp nhất 2,05 m.